ha, thì cái tỏi này ha, thì bây giờ là nói chung không phải riêng cái tỏi, nhưng mà nói trong luật thì nói là ngũ tân nha, hành, hẹ, tỏi, nén. Mà cái hương cừ này chúng ta có thể là bên Trung Quốc thì nó là không có, bên Ấn Độ có cái cây nó cao, chưa truyền bá cái hương cừ. Nhưng mà riêng thầy thì cái hương cừ thầy thế vô cái kiệu. Bây giờ là cái hàng xuất gia chúng ta xưa nay ăn kiệu rất nhiều, làm dưa, làm dưa giá, dưa gì ngâm đó, rồi là mà kiệu cũng là một cái dòng họ của cái loại này nha, mà chúng ta ưa ăn. Mà cái đó ngâm giấm, ngâm đồ ăn thì cũng ngon thiệt, nhưng mà nó hôi, đại chúng nhớ nó cũng hôi. Thì có thể là cái kiệu có thể đưa vô trong cái hương cừ, chứ hương cừ nó không có. Chứ nghe nói nhiều chỗ nó là Phật không có cấm kiệu, chúng ta ăn kiệu được, nhưng mà cái chất thật sự cái chất nó hôi. Rồi là cái này là mấy cô nó nhiều lắm á, nhiều cô xài cái hành, hẹ, tỏi, nén, ba rô để mà khử dầu cho nó thơm. Mà giờ là có thể là 99% là mấy cô xài hết này, phải không? Có chùa nào không xài? Ít lắm. Ăn tới củ hành, mà củ hành lớn nữa, củ hành lớn nữa, xào rồi và ăn trong đó, hoặc nấu nấu cà ri, thì mấy cái đó cái không nên lắm. Thật sự trong Bồ Tát giới, một trong 48 giới khinh đề cập này rất nhiều, mà trong kinh cũng đề cập rất nhiều, ở bên Thinh Văn cũng đề cập rất nhiều cái vấn đề mà tỏi nén trong này nó hôi, cho nó hôi trong này. Thì có nhiều cái nguyên nhân mà đưa ra, Đức Phật đưa ra như vậy để chúng ta thấy không nên. Chứ nhiều vị nói giờ không có tỏi mà khử, không có khử ba rô thì nó không thơm được. Mà nếu mà là những người biết nấu á, mà có cái nào thế cái đó được không? Có cho phải không? Nên nó công nguội hay xả gì thầy không biết cái đó, nhưng mà nó thế vào cái đó, nhưng mà thơm nó làm gì? Thí dụ khử dầu rồi là nó thơm để ăn cho ngon chút, hoặc là làm cơm tấm là phải có cái đó bỏ vô dầu nó thơm, là ăn nhiều chút để làm gì chứ? Nó thật sự nếu mà Phật cho phép, Phật không đề cập trong luật thì sao cũng được, mà Phật đề cập trong luật nói những cái tai hại của nó mà cấm cho hàng tỳ kheo. Mà cái giới ba vật đề này là, hay là cái giới khinh trong Bồ Tát giới, nó cũng nặng chứ không phải gì nhẹ đâu. Ba vật đề nó nặng hơn là độ kiết la, độ kiết la. Thì hoặc giả ví dụ như mình ăn tỏi mà mình nói chuyện với người khác, người khác ăn tỏi đứng nói chuyện với mình chịu không nổi nữa, cái hơi họ ra, rỡ chung cái mồ hôi họ ra rất dơ. Chưa nói với vấn đề mà trong kinh Đức Phật nói là quỷ nó mà là liếm mép liếm môi tụng kinh, không có cái đó khoan nói, mà mình thấy những cái hôi ở ngoài mình thấy sợ rồi. Lại chúng nhớ thành cái mấy cái này ăn ngon miệng chút xíu rồi cũng đâu có ra gì, thì mình nó trái với cái tinh thần là Phật chế, nên cố gắng là mình bỏ. Rồi cũng như cái tai hại ở trong cái liên quan đến cái kinh điển nè, Đức Phật nó một hôm là đi ra, Đức Phật đang nói pháp cho một số tỳ kheo đông vậy, thì có một cái tỳ kheo ngồi gần Xá Lợi Phất, cứ nhìn ra ngoài, nhìn ra cửa sổ, mặt ông nhìn cửa sổ không dám nhìn Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi A Nan chứ, tại sao vị tỳ kheo đó cứ nhìn ra ngoài? Thì A Nan nói tại vì ông ta đó ăn tỏi, thành là không dám nhìn là thẳng lên Đức Phật ở trong chúng, sợ cái hơi hôi đại chúng như vậy. Thì Đức Phật nói là rất tiếc, nếu mà cái lúc đó mà ông phải nhìn ta nói thì ông được bao nhiêu chài kim cang mà ông đập nát những cái vọng nghiệp ở trong đời này, ta sẽ là chứng Ba La Hán liền, mà trải qua bao nhiêu cái thời gian mà không. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới dùng cái thần thông, ngài coi cái kiếp này nghe Phật nói pháp mà ông vì ăn tỏi mà không có chứng Ba La Hán, cái kiếp nào những cái kiếp sau có chứng không? Trải qua mấy chục kiếp mà cũng có chứng A La Hán. Thì cả một vấn đề, thì cái ăn tỏi này có tai hại, tai hại. Giờ còn nếu mà nói về cái vị của tỏi, nếu ăn cái ngũ tân này ăn sống thì nó xanh xanh, mà ăn chín nó xanh dâm, mà nó cái sự như kích thích cách này cách khác, những cái đó là nên mình cố gắng để mình tránh. Nó Phật mới cấm hàng tỳ kheo là không được là ăn ngũ tân. Nhớ nha, mình thấy bây giờ nhiều chỗ họ cũng than rất nhiều về những cái chùa mà sử dụng tỏi, sử dụng ngũ tân, nhất là vấn đề ba rô. Tại nghe nói nó ba rô nó không có trong luật,
Luật đâu có Đức Phật là chỗ nào Đức Phật cấm ba rô đâu không có, hạt kiệu đâu không có. Nhưng mà thứ đó là những cái thứ mà nó tanh, nó nồng. À, như là hồi năm ngoái nha, có lên đó Hòa Thượng Thích Tịnh, Hòa Thượng mới nói. Hòa Thượng nói hồi trước á, tôi còn trẻ, rồi tôi còn già già mà lúc mà dạy ở đây. À, rồi Hòa Thượng nói tôi ít có mời đám, ít có ăn cơm được lắm. Tại đi tới đó là chỗ nào cũng sử dụng mà ba rô với hành hẹ tỏ nén đâu đó, ăn không được. À, thành tới đó rồi hoặc giả là ăn cơm trắng và thôi đi về. À, Hòa Thượng nó than. À, thì chúng ta, à, cái người xuất gia nếu mà trong giới luật không có thôi, còn có như vậy rất có tai hại thì mình nên tránh. Nhớ nên tránh ăn ba cái tỏi nè. Yếu tố mà phạm á là tỏi nè. À, đó thiệt á là tỏi hay ngũ tân. À, không có lý do mà đau nặng ăn dùng nuốt uống là nuốt xuống mỗi miếng thì đều phạm. Đưa cho ba nguyên nhân: một là tỏi, hai không có lý do đau nặng, ba là được ăn dùng. Thì cái điều này Phật khai cho những người bệnh như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, bệnh thương hàn, thì thầy thuốc mới nói là cần có cái tỏi với có số tỳ kheo cái bì ghẻ mới lấy đâm tỏi ra để mà thoa. Thì trong cái thời gian đó sống ngoài chúng, không được đi nhà vệ sinh của chúng, không được trai đường, không được vô pháp đường, cũng không được sinh hoạt với chúng ở trong trong tăng phòng trong thời gian. Rồi khi mà hết bệnh rồi, đợi một tuần lễ sau tắm giặt xong hương những cái bộ y phục rồi mới là nhập chúng nó lại. Đó là Phật khai ra cho cái thời gian mình bệnh không có thuốc gì chữa được, cần tỏi để chữa. Đó là Phật mới đưa ra. Về không phạm, nếu có bệnh nè, cầu ăn tỏi mới cần ăn tỏi mới lành. Gói tỏi vào trong bánh mà ăn hoặc dùng để thoa ghẻ thì không phạm, đó là có bệnh. Còn mà không bệnh mình ghiền là như kiểu Thâu Lăng Đà, không có tỏi, bữa nào không có tỏi tôi nuốt không vô, thì cái việc đó là nó phạm nha. Nhớ nó vậy chứ chúng ta không có gì cái sự ăn đó mà trở ngại hay là phạm trong cái vấn đề này. Nhớ đâu nè. Tỏi là 100 món cay nồng, cái này con cũng nói vậy là đại toán rồi chúng toán rồi sơn toán vân vân như này đó. Kinh Lăng Nghiêm: các chúng sinh cầu tam ma đề là chánh định đó, nên trừ đoạn ăn năm thứ cay nồng. Cái này có nói rõ trong Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều, rất nhiều rồi kỹ ở trong này. Còn Kinh Lăng Già là có rượu thịt hành hẹ tỏi đều chướng ngại cho thánh đạo. Thì trong này có đề cập nếu mà gồm là hành kiệu nè, hẹ nè, nén, ăn chín xanh dâm, ăn sống xanh sân, như vậy những người ăn cay nồng trên thế giới dù có thể nói được một hai bộ kinh, mười phương chư thiên cũng xa lánh vì ghét mùi hôi dơ của những vị ấy. Các ma quỷ đến liếm môi mép họ, họ thường ở chung với quỷ. Phước đức ngài càng hao mòn, Bồ Tát thiện thần không đến hậu trì. Người ăn hành tỏi những thứ cay nồng hôi hám ấy gọi là quân. Quân là nó xông, nó úp, nó dính vào, vì có mùi hăng nồng, không những phát sanh dâm và sân mà còn hại những cái phần khác. Thập tụng chứ tăng kỳ của nó là ngũ phần với bộ căn bản. Bốn cái bộ này nó là mới đưa ra cái câu chuyện mà thì kheo nãy thầy kể đó, là nghe pháp mà đưa mặt ra phía ngoài. Trong những cái bộ đó đều kể những cái tai hại trong đó đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô
thương.